Ủa, cái này là của trước là có cái mục đích không để có cái gì không mong là gì đó. Anh nhìn cái hộp trước đang ăn. Dạ, lúc em ăn luôn mà. Để giúp chồng làm. Ủa, dạ. Tụi nó tới đại nhập luôn cái cơ. Để gì đó? Đi mua xăng cái xăng bay đi. Ủa, em hộp trước là có cái kích không không có cái giỏ này từ là cũng hò như trước như nhau đúng không? Dạ, nhưng mà nó ra cái bì mà bao bì mà. À, ok. À, anh lấy hộp đó, tính tiền hộp nó chậm. Ờ, đây đó, đây đó, đó. À, đó, 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 để anh không vậy đó, tao anh gặp ra quê lo tính không? Mày mua cũng như ta mua thôi chứ. Vừa đi mà. Chị anh dần 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 để làm tính ai mua như. Đó. Ủa, bảo mấy người tao. Đặt thẻ với cái đĩa này để anh có. Cái đĩa đó có dùng bỏ dây, không có lại có dùng bỏ luôn rồi. À. Thì đây lộn gì lạ đó. Có sọt cho anh mượn sọt cái pin tích ngồi. Cái thẻ cái lì thấu pin yếu để anh những. Thì đồng mà cứ để ra anh lo được mà anh cứ ai chứ. À, để ra anh cần tính hay tạm biệt nhiều. Còn nước là xuống nước đây, chờ chết. Để cho nước ba lan đây. Để ra anh chỉ cho chịu gửi luôn. Rồi rò đài có anh này lo lên tàu anh uống nước chờ em xí. Anh rút rò cài rút cái tiền chạy cho đưa cho bà. Chị mất công đứa hậu đĩa đó. Anh không phải cái chuyện quan trọng mà. Rồi để cho anh em ngồi uống trò nói chuyện xí lâu lâu thôi. Quê lâu có gặp gì đâu. Để ra anh này đâu có lấy tiền ảnh này. Anh mà lấy tiền làm sao con gái này đó. Tạ bọn còn rụt chứ họ là con gái không được ai. Dạ. Mà đang quay cái đắp con xét rồi đang quay mà. Được rồi. 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 Ủa anh cũng đi mua họ ra hả? Tiền ở đâu mà lao cái này. Em ghiền mua hòn ở đây là có nước trò xăm đồ nè. Uống đồ sướng. Ủa? Ủa? Gì vậy? Rồi ăn cơm trước đi. Có chuyện xí mà. Ủa? Dọn ra cho con ăn trước đi cũng được. Thề tự nhiên bác chợ rút tiền đau lao lét. Vợ điện hấu diễn cơm nữa chứ. 2 hours later. Em tính, cho anh tính tiền cái này anh gì cơ. Bực bội thì cái chết. Lùi mắt 3 tiếng đồng hồ. Vợ điện chữ ôm sồn. Nghe nó lao rồi mà bữa ni mới chứng kiến. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn.